Chào quý vị các bạn, đây là chiếc động cơ TJ53 chúng tôi vừa về được có hơn chục con thôi, có bán cũng gần hết rồi. Bây giờ còn đây là một trong những cái động cơ sử dụng nòng hàng gọi là sử dụng piston lớn nhất. Con này piston 46 ly to hơn cái động cơ của máy cưa 52. Cưa 52cc ấy, nòng nó có 45 thôi, con này nòng 46, to rất là to, rất là lớn. Các bạn có thể thấy kích thước của nó rất là khủng bố. Ai có thể trạng cực kỳ tốt thì mới có thể đeo được máy này. Tôi đang thử cái động cơ này cho khách trong Đồng Tháp. Anh đã chuyển tiền và chúng tôi đang đóng côn vào và chạy thử cho anh xem, cho anh thấy được cái hàng của mình trước khi là anh ấy nhận được. Sẽ quay cho anh ấy để anh kiểm tra, anh có thể kiểm tra được hàng của mình trước khi anh nhận được. Chúng tôi phải kiểm tra trước khi gửi hàng đi, như thế đảm bảo tính khách quan và đảm bảo là chất lượng sẽ tốt nhất khi đến tay khách hàng và không phải gửi đi gửi lại, rất là mất việc. Ok, đây là cơ TJ53. Con này buông thẳng thanh nghe kêu phanh đúng không ạ? Nó không kêu bùm đâu. Này là cao Kawasaki nằm 46 ly, nhập cho đường hàng bãi, mới tinh, chưa xài, chưa đổ xăng. Bây giờ chúng tôi đổ xăng rồi. Xin lỗi anh là bọn em đã đổ xăng. Cần biệt thử. Chính tôi thì hơi tỉnh táo một chút, tôi mong các bạn xem video này mà cảm giác nó bức xúc gì thì tốt nhất là thông cảm với tôi một chút. Nếu các bạn không thích thì lần sau tôi sẽ quay video, không thôi tôi không nói gì cả. Thế buồn lắm. Động cơ này, ôi giời ơi, hơi to, nổ rồi, máy nó nổ rồi bạn, to quá. Tôi không nghĩ đây là cái máy cắt cỏ. Nó kêu to quá các bạn. Vừa nhưng nó khỏe lắm. Cái này phang cỏ mà to bằng ngón tay không nghĩa lý gì cả. Con này mà lắp lưỡi tròn hợp kim mà cưa gỗ thoải mái luôn. Vì với nòng của cái máy 52cc tải được lam 60 cân mà. Các bạn to. Vang ra lên. Có đam mê cái mô hình RC ấy, làm thuyền hoặc là làm xe đạp ấy, hoặc là làm các loại xe scooter chạy máy cắt cỏ, các bạn mua con này chạy thì thôi không phải nghĩ. Xe máy tự chế cánh rất là đẹp đấy các bạn ấy, mô này nó có hướng gió, đây là hướng khói, tức là khói xả ra là nó sẽ hướng theo cái chiều này. Mô giảm thanh các bạn nhá, con quả bô này mà không giảm thanh thì còn điếc tai người dùng luôn. Chế quan bồ, tôi sẽ quay chữ quan bồ lên chế cho các bạn. Nhiều thành phần hay có thể là cũng bán hàng như chúng tôi cứ nhảy vào dìm đây, chế quan bồ ở noi này các bạn nhìn thấy chưa. Đấy, chúng tôi làm ăn uy tín cũng như một số thành phần bán hàng online không có uy tín khác, không chủ yếu bán buôn, các bạn thấy đang làm cho khách. Cái này như thế ạ, quay một qua một tí ở kho. Đấy, cho mọi người có thể tin tưởng hơn. Một nhà ai khác ạ? Gì ạ? Cái này nhà nữa. Bao giờ gửi ạ? Ok. Xin cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại. Các bạn vui lòng like và subscribe kênh YouTube của chúng tôi nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.